Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu giữa các đại sứ của chiến dịch Giờ Trái Đất 2016 với học sinh và giáo viên toàn trường. Buổi giao lưu có sự góp mặt của ca sĩ Tạ Quang Thắng, đại sứ của chiến dịch Giờ Trái Đất 2016 cùng đông đảo thầy trò của trường Lương Thế Vinh. Theo đó, các đại sứ đại diện Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF đã trò chuyện thân mật với học sinh trong trường, giúp các em hiểu rõ hơn mục đích cũng như là tầm quan trọng của chiến dịch Giờ Trái Đất. Chia sẻ trong buổi giao lưu, các em học sinh trường Lương Thế Vinh rất vui khi sự kiện hưởng ứng Giờ Trái Đất được tổ chức tại trường. Tại sự kiện, các em không chỉ được gặp gỡ các anh chị đại sứ vô cùng thân thiện, mà còn hiểu thêm về ý nghĩa của Giờ Trái Đất. Giờ Trái Đất không chỉ tiết kiệm điện trong một giờ của chương trình, mà cần phải duy trì ý thức tiết kiệm trong cả năm. Chỉ vì những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu tất cả mọi người cùng chung tay thực hiện, sẽ giúp môi trường sống quanh ta được bảo vệ. Sau buổi giao lưu, hàng ngàn học sinh trường Lương Thế Vinh đã cùng nhau tham gia xếp chữ 60 cộng để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2016 với chủ đề Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.